Đây là bài viết Kỹ năng sinh tồn, đại dịch bùng nổ phần 2 của tác giả Choi. Nếu các bạn đã xem qua phần 1 về xác sống, huyền thoại và sự thật về xác sống, thì đây là phần 2. Và không để các chiến binh chờ lâu nữa, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Tôi là Pink Dot và tiến lên thôi. Bùng phát. Dù mỗi cuộc tấn công của zombie là khác nhau, dựa theo số lượng, địa hình và phản ứng của người dân, các cấp độ nghiêm trọng của nó có thể chia ra làm 4 nhóm. Cấp độ 1. Đây là cuộc bùng phát cấp thấp, thường xảy ra ở các nước thế giới thứ 3, hoặc các vùng nông thôn, hoặc ở các nước thế giới thứ nhất. Số lượng zombie ở cấp độ bùng phát này nằm trong khoảng 1-20. Tổng thiệt hại về nhân mạng, kể cả những người bị nhiễm, là từ 1-50. Thời gian tối đa ghi nhận từ trường hợp cuối cùng được biết đến là khoảng 24 giờ đến 14 ngày. Vùng bị nhiễm nhỏ, rộng không quá bán kính 20 dặm. Trong nhiều trường hợp, ranh giới sẽ tự xác định được giới hạn của nó. Phản ứng nhẹ với vài công dân hoặc với sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát địa phương. Việc đưa tin của giới truyền thông cũng không nghiêm trọng nếu có xuất hiện. Sẽ là các câu chuyện bình thường kiểu giết người hay tai nạn. Đây là kiểu bùng phát thường xuyên nhất và ít được chú ý nhất. Cấp độ 2. Vùng thành thị hoặc vùng nông thôn mật độ dân số cao nằm trong cấp độ bùng nổ này. Tổng số zombie sẽ vào khoảng 20-100. Thiệt hại về người lên cao đến vài trăm. Thời gian diễn biến của cấp độ 2 kéo dài không lâu hơn so với cấp độ 1. Trong một vài trường hợp, số lượng zombie lớn hơn sẽ nhận được phản hồi quyết liệt hơn. Một vụ bùng phát ở vùng đông dân cư có thể mở rộng ra đến bán kính 100 dặm, trong khi ở vùng thành thị, nó chỉ nằm gọn ở vài khu nhà. Đàn áp gần như sẽ xảy ra, dân cư sẽ được thay thế bằng lực lượng quân nhân, an ninh, thậm chí là quân đội, lực lượng tự vệ quốc gia ở Mỹ và những đơn vị tương tự ở nước ngoài. Để làm dịu cơn hoảng loạn, họ sẽ làm nhiệm vụ không chiến đấu như cung cấp hỗ trợ y tế, ổn định đám đông và phục vụ hậu cần. Bùng nổ ở cấp độ 2 thường thu hút báo giới, trừ phi vụ tấn công xảy ra ở một vùng hoàn toàn tách biệt trên thế giới hoặc ở nơi mà truyền thông bị kiểm soát ngặt nghèo. Vụ việc sẽ được thông báo, tuy nhiên đều có, không có nghĩa là nó được đưa tin một cách chính xác. Cấp độ 3. Một cuộc khủng hoảng lớn. Bùng phát cấp độ 3 lộ rõ mối nguy hại của xác sống hơn các cấp độ khác. Số lượng zombie lên tới hàng ngàn, trải rộng trong một khu vực lên tới hàng trăm dặm. Trong thời gian kéo dài của đại dịch và một chương trình làm tiêu hết các mối nguy cơ có thể lên tới vài tháng, sẽ không có khả năng định hướng dư luận hay che giấu thông tin. Kể cả không được truyền thông chú ý đến, sự thu hút tuyệt đối của vụ tấn công sẽ để lại rất nhiều nhân chứng. Đây là một cuộc chiến nổ ra toàn diện, với lực lượng tự vệ được thay thế bởi đơn vị quân đội. Tình trạng báo động sẽ được tuyên bố ở vùng bị nhiễm cũng như các vùng dân cư lân cận. Giới nghiêm của quân đội, hạn chế đi lại, nhu yếu phẩm theo khẩu phần, công tác chính phủ và truyền thông bị giới hạn. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp trên phải có thời gian để thực hiện. Giai đoạn mở đầu sẽ là một trong những thứ hỗn loạn với những người có chức trách đến để kìm hãm cuộc khủng hoảng. Bạo loạn, cướp bóc và hoảng sợ lan rộng sẽ làm họ thêm khó khăn. Hơn nữa, làm chậm trễ những công tác phản hồi có hiệu quả. Khi mà điều này xảy ra, những người sống trong vùng bị nhiễm sẽ cầu mong sự ban ơn của bọn sát sống, bị cô lập, bị bỏ rơi, bao vây bởi zombie, họ chỉ có thể tự dựa vào mình. Cấp độ 4, thảm họa toàn cầu sẽ được đề cập ở các phần tiếp theo. Nhận diện. Mỗi một vụ bùng phát, dù ở cấp độ nào, cũng có một sự khởi đầu. Bây giờ khi kẻ thù đã được xác định, bước tiếp theo là cảnh báo sớm. Biết được một con zombie trông như thế nào cũng sẽ vô dụng nếu như bạn không thể nhận ra một vụ bùng phát trước khi quá muộn. Điều này không giống như việc xây một căn cứ chỉ huy chống zombie ở tầng hầm nhà bạn. Đính ghim trên các bản đồ và dò tìm xung quanh các radio bước sóng ngắn. Những gì cần thiết chỉ là tìm kiếm những dấu hiệu lướt qua những người không được luyện tập. Những dấu hiệu này bao gồm: giết người mà nạn nhân bị xử bằng cách bắn vào đầu hoặc là chặt đầu. Nó đã xảy ra nhiều lần, mọi người nhận ra một vụ bùng phát và cố gắng ngăn chặn nó bằng chính sức của mình. Như thường lệ, những người này bị truy tố giết người bởi chính quyền địa phương và bị xử theo luật. Những người mất tích, đặc biệt ở vùng hoang dã hay là khu vực không có người ở, hãy cẩn trọng chú ý nếu một vài người trong đội tìm kiếm cũng mất tích. Nếu vụ việc được truyền hình chụp lại, hãy xem xét để quan sát cấp độ vũ trang của các nhóm tìm kiếm. Có nhiều hơn một khẩu súng trường một đội, có nghĩa là nó không đơn giản là một cuộc giải cứu. Những trường hợp bạo lực điên loạn
mà ở đó đối tượng tấn công bạn bè hay người thân mà không sử dụng vũ khí. Tìm hiểu nếu những kẻ tấn công cắn hoặc tìm cách cắn nạn nhân của anh ta. Nếu như thế, có bao nhiêu nạn nhân đang trong bệnh viện, cố gắng tìm hiểu nếu như ai đó trong số các nạn nhân chết một cách bí ẩn sau vài ngày bị cắn. Bạo loạn hay các xung đột dân sự bắt đầu mà không có sự khiêu khích hay một vài lý do chính đáng. Cảm giác thông thường sẽ phán đoán rằng bạo lực ở bất kỳ cấp độ nào cũng không dễ dàng xảy ra nếu như không có xúc tác đặc biệt như phân biệt chủng tộc, các chủ trương chính trị hay các pháp quyền. Kể cả chứng cuồng loạn tập thể cũng có thể được truy ra nguồn gốc. Nếu không tìm thấy gì, câu trả lời có thể nằm ở đâu đó. Những cái chết do dịch bệnh mà nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra cũng rất đáng ngờ. Những cái chết từ bệnh truyền nhiễm rất hiếm trong thế giới công nghiệp hóa so với thế kỷ trước. Tìm hiểu những trường hợp và nguồn gốc chính xác của dịch bệnh vẫn chưa được giải thích. Cũng hãy cẩn thận với những giải trình đáng ngờ như virus quét nêu hay bệnh bỏ điên. Những cái trên đó có thể là ví dụ của sự bưng bít thông tin. Bất kỳ một trong những trường hợp trên thế giới truyền thông bị cấm đưa tin, một sự bưng bít toàn cầu trong báo giới khá hiếm ở một nước như Mỹ. Nếu xuất hiện một tình trạng có thể được coi như tín hiệu đen đỏ, dĩ nhiên có nhiều lý do hơn là một cuộc tấn công của bọn sắc sống. Nhưng phải lặp lại rằng, sự kiện gì đã khiến chính phủ cũng như giới truyền thông phải kiểm soát chặt chẽ để tránh gây chú ý, thì sự thật dù là gì thì cũng không thể tốt đẹp được. Khi một sự kiện đã nằm trong tầm ngắm của bạn, hãy theo dõi nó, ghi lại địa điểm và khoảng cách của nó đến chỗ bạn. Quan sát những điều kiện tương tự hoặc địa điểm gần với địa điểm gốc. Nếu trong vài ngày hoặc vài tuần, những sự việc đó xảy ra, hãy nghiên cứu thật cẩn thận, ghi lại phản hồi của lực lượng duy trì trật tự và các cơ quan nhà nước khác. Nếu họ phản ứng mạnh mẽ hơn với mỗi sự kiện, có khả năng là một cuộc bùng phát đã xảy ra. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!